À, chào mọi người ạ. Chị Phương, đây là bàn làm việc của chị. Cảm ơn em. Cô Phương. Dạ. Dạ vâng, anh yên tâm, vụ của anh đang xử lý rồi. Dạ vâng, dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ chào anh. Chị cho gọi em ạ. Ta trao đổi thẳng thắn nhé. Dạ. Tôi rất băn khoăn khi nhận cô vào đây làm việc, nhưng cậu Quân kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Cậu khen năng lực của cô đấy. Dạ, em nghỉ làm cũng hơn 10 năm rồi. Bây giờ đi làm lại, chắc chắn sẽ phải học hỏi mọi người nhiều. Hy vọng là chị sẽ giúp đỡ em ạ. Nghe nói cô đỗ thủ khoa trường luật, đã có thời gian hơn 3 năm làm ở công ty luật Lê Thanh, sau đó làm ở ban pháp chế của tập đoàn VFC. Điều kiện tốt như thế, sao cô lại nghỉ việc? Em dành thời gian cho gia đình và chăm sóc con cái ạ. Cô quay lại nghề khá muộn, vì vậy phải tập trung 101% thì mới đáp ứng được yêu cầu của tôi. Em sẽ cố gắng ạ. Đây là hồ sơ vụ phân chia di sản thừa kế. Vợ chồng anh Lượng là khách hàng thân thiết của công ty. Em cũng có nghe Quân nói qua về vụ này ạ. Anh Lượng... Nhạc chuông hay đấy. Nghe đi. Em xin phép ạ. Alo. Ôi tôi chết. Chị chuyển nhà rồi. Chứ quên mất. Để chị nhắn địa chỉ mới nhá. Ừ. Qua thì gọi cho bà giúp chị. Ok, sorry em. Em xin lỗi ạ. Anh Lượng giờ muốn làm đơn kiện ra tòa, phân chia di sản thừa kế, bán nhanh mảnh đất đó để lấy vốn làm ăn, sẵn sàng chi trả thêm phí. Bây giờ, một là thuyết phục cô em hòa giải, nếu không được, ra tòa. Tôi cũng đã hẹn vợ chồng anh Lượng đầu giờ chiều nay đến để trao đổi trực tiếp với cô. Dạ. Cô có 3 ngày để giải quyết xong vụ này. Sao? À... Cô bận à? Không ạ. Em sẽ vào việc luôn ạ. Đàn ông các anh ấy, tham lam, ích kỷ, không hiểu một người phụ nữ như thế nào mới giữ được chân các anh nữa. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau, nhưng anh sợ nhất là mẫu phụ nữ an phận ở nhà làm cái máy đẻ và cái máy rửa bát chạy bằng cơm, sống phụ thuộc, để đến lúc chồng mình đi ngoại tình rồi thì nên tự trách bản thân mình trước. Trách cái gì mà trách? Trách đàn ông các anh ý. Bọn em chỉ đang tranh luận một chút về quan điểm cá nhân thôi. Chào chị, em là Cảnh, em mới về đây. Chào em. Chị là vợ anh Hoàng đúng không? Em có gặp chồng chị mấy lần? À, vụ di sản thừa kế chắc chị Dung cũng đã trao đổi qua với chị rồi. Ừ. Chị cứ tự chủ động nhé. Cần gì thì alo cho em. Này, chị Dung giao cho anh lại đẩy cho chị Phương chủ động là sao? Chị Phương là người thích chủ động trong công việc, đúng không chị Phương? Có gì cần tôi sẽ gọi. Đấy, thấy chưa? Dạ. Em chào chị. Cô Phương, ngày đầu đi làm chị có cần tạo áp lực như vậy không? Vụ này khách hàng yêu cầu xử lý nhanh. Chúng ta hoạt động và tồn tại dựa trên phí dịch vụ mà khách hàng chi trả. Vì vậy, cần phải làm theo tất cả các yêu cầu mà khách hàng đưa ra. Mà không đẩy xuống nước thì làm sao mà bơi giỏi được. Nhưng không phải với một luật sư ngày đầu đi làm, mình có thể bố trí một luật sư khác mà. Cậu khẳng định là bạn cậu là một luật sư có tố chất xuất sắc. Vậy thì cô ấy cần phải thể hiện năng lực của mình. Thái độ lo lắng của cậu khiến chị thắc mắc đấy. Chính cậu là người đề ra mọi quy tắc khắt khe khi tuyển luật sư cho công ty. Và cũng chính cậu đang phá vỡ nó. Nhìn cái cách quan tâm của cậu,
Chị đang nghĩ liệu cái cô Phương kia có phải là kỷ niệm đẹp của một thời nông nổi không? Em và Phương chỉ là bạn học chung khóa tại đại học. Em tin vào khả năng của cô ấy. Chị cứ chờ xem.